Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ chơi tấm chợ đầu tiên là chợ Little Singham. Mọi người ơi, like và chia sẻ cho mình nhé, để mình có động lực làm thật nhiều game hay đáp ứng nhu cầu cho mọi người nhé. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Okay.
Thank you.